mua đồ ở trong Mercy, mà trong khu này bắt đầu người ta đang chuẩn bị cho việc mà Giáng sinh. Thì chung quanh đây họ đang bán đồ trang trí Giáng sinh và quà Giáng sinh rồi. Đây, bây giờ thì Nga sẽ cho các anh chị và các bạn xem những cái hình ảnh của món quà Giáng sinh. Mà đồ bên đây, đồ trang trí nó phong phú hơn bình thường so với ở Việt Nam. Họ đang sale.